Công ty Minh Motor xin kính chào quý khách. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến quý khách một mẫu sản phẩm động cơ điện. Động cơ điện ngắn, thân gọn, không có nắp sambo và không có cánh quạt ở đằng sau đuôi. Điện ở đây sử dụng điện 3 pha 380V. Loại này là loại chân đế. Đây là phần trục ra đây. Đây là phần chân đế. Cái loại này thì sẽ nhỏ gọn, không chiếm quá nhiều diện tích, tại vì nó không có cái phần nắp sambo ở sau đuôi. Ngoài ra chúng tôi cũng còn có loại mặt bích. Thì quý khách cần công suất bao nhiêu thì có thể liên hệ để có thể tư vấn. Công suất thì chúng tôi có sẵn từ 1 ngựa đến 20 ngựa.